Xin chào tất cả các bác, chào mừng tất cả các bác đã đến với Vinh Nghe Là Bảy. Trước mặt các bác đây đó chính là một thương hiệu khá là phổ thông, khá là phổ biến ở trên thị trường. Đó là thương hiệu MK Acoustic. Đây là một trong những thương hiệu mà hầu như các phòng hát trong thời gian vừa qua em đi thi công cũng khá nhiều. Đây là một sản phẩm mà chất lượng khá tốt và đặc biệt là có giá thành khá là hợp lý, phù hợp với túi tiền của rất nhiều các bác. Với cái sản phẩm mà Vinh Nghe Là Bảy thời gian vừa qua cung cấp thì các bác có thể thấy rằng là các sản phẩm bên em thì đa phần lựa chọn cái phân khúc là phân khúc cao cấp trở lên, nên là có rất nhiều bác bảo là chơi những hàng cao cấp như này thì làm sao mà dân mà có thể là theo nổi được, đúng không ạ? Thì đó là tùy về mỗi quan điểm kinh doanh của mỗi một nhãn hàng hay mỗi một dòng sản phẩm nó đưa ra, thì nó hướng tới một cái thị trường khác nhau. Thì với tiêu chí của Vinh Nghe Là Bảy thì lựa chọn thứ nhất là hàng chính hãng, và thứ hai là lựa chọn mong muốn kinh doanh những dòng sản phẩm cao cấp để đưa tới thị trường. Còn những sản phẩm mà có thể là dưới cao cấp một chút thì là phổ thông các bác mua ở đâu cũng được. Với Vinh Nghe Là Bảy thì bên em tiêu chí là lựa chọn những dòng sản phẩm cao cấp để giới thiệu cũng như cung cấp đến cho tất cả các bác. Và ngày hôm nay thì bên em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác thương hiệu MK Acoustic. Đây chính là, các bác có thể xem ở dưới, chính là đẩy 2 kênh 1000W, đẩy 2 kênh 800W và đẩy 2 kênh 600W nữa. Nhưng mà cái tủ này của em nhỏ quá nên là không nhét vào vừa, nên là con 600 là bỏ ra ngoài. Và đây là một con vang số của MK này. Và đây là bộ micro của MK. Với cái thương hiệu MK Acoustic này thì các bác có thể là mua các sản phẩm này ở trên toàn quốc. Bởi vì hầu như các đại lý trên toàn quốc thì hầu như đại lý nào cũng có thương hiệu MK này. Thì cá nhân em đánh giá thì thương hiệu MK này cũng khá là ổn định, bền bỉ. Và quan trọng hơn cả đó chính là thương hiệu MK này thì giá nó cũng không quá đắt, nên các bác có thể là mua ủng hộ cho thương hiệu MK này. Và bên em thì cũng đã trải nghiệm qua dòng sản phẩm này, và thời gian tới nữa thì cũng có thể ủng hộ hãng MK này để giới thiệu đến cho tất cả các bác dòng sản phẩm này. Và clip này là clip mà bên em lên clip để giới thiệu đến cho tất cả các bác một thương hiệu âm thanh MK, và hiện tại đang có mặt hầu như trên khắp các đại lý trên toàn quốc. Các bác có thể tìm hiểu thương hiệu MK và mua ủng hộ thương hiệu MK này ở trên toàn quốc. Không nhất thiết cần phải mua của Vinh Nghe Là Bảy, các bác có thể liên hệ với các đại lý bán âm thanh trên toàn quốc thì có thể là tìm mua dòng sản phẩm này, giá rẻ, chất lượng tốt và em đánh giá khá là ok. Em sẽ thử chất âm bộ này, các bác cùng nghe thử các bác nhé. Ok, cho anh thử nghe tiếng mic này. 1, 2. Đây là em đang thử chất âm của bộ micro MK, một con vang MK và một con đẩy MK 1000W. Với con đẩy này thì cái thương hiệu MK này sẽ dùng để đánh súp kép đấy, hoặc là hai kênh này, mỗi kênh đánh một con súp đơn 50, nên là trong một cấu hình phòng hát mà sử dụng mấy cái này thì nó đồng bộ với nhau, chứ nó như bên em thì bên em sẽ dùng là bao để đánh súp kép, còn đây thì mỗi một thương hiệu thì người ta sẽ phát triển để người ta sử dụng trong mục đích nhau. Và đây là chất âm các bác đang nghe từ một bộ micro mới của thương hiệu MK này. Đó là S, đó là thương hiệu đó là S900. Các bác có thể tìm trên mạng mua, cũng như là mua ở rất nhiều các đại lý trên toàn quốc, thì cái dòng sản phẩm này cũng không quá đắt. Nhưng mà bộ mic này em đánh giá là bộ mic khá là hay, có hai tay mic nhưng mà tận có 4 dâu, chắc là đây là dòng micro sự kiện. Nhưng mà với cái dòng micro sự kiện như thế này thì là chúng ta dùng ở trong karaoke hay chúng ta dùng ở trong gia đình cũng rất là ấn tượng và tuyệt vời, đúng không? Em thấy tiếng mic nó khá là đẹp. 5, 6, 7, 1, 2. Đây là tiếng mic của đây là tiếng mic của River. Ok, bây giờ sẽ cho mình ít chỉnh echo đi, cho cái tiếng echo một chút này. Bây giờ em sẽ thử cái tiếng echo của con vang này để các bác thấy rằng là tiếng echo của nó cũng khá là ấn tượng. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
1, 2 lần như gây thôi rồi, nó đang bị quá nhưng mà không bị vỡ tiếng. Thời gian vừa qua thì bên em vừa có review nhá nhanh cho các bác một thương hiệu. Có thể là các bác xem kênh của bên em thì có thể là ít biết thương hiệu này, nhưng mà các công trình phòng hát hay là các đại lý trên toàn quốc thì hầu như không lạ còn lạ lẫm gì về thương hiệu MK Acoustic này. Đây là một thương hiệu mà
Và bên em thì bây giờ bên em mới triển khai nó, nhưng mà trong quá khứ thì bên em cũng đã thi công gặp khá nhiều công trình của thương hiệu MK này. Nhưng quan trọng ở dòng sản phẩm MK này thì là em đánh giá chất lượng khá ok, và quan trọng là cái giá của nó cũng khá là hợp lý chứ không đến mức độ là đắt. Các bác có thể tìm mua các dòng sản phẩm của MK Acoustic của VN7 hoặc là của bất cứ một đại lý bán âm thanh nào trên toàn quốc thì đều có thương hiệu MK Acoustic này. Cảm ơn tất cả các bác đã xem hết clip ngày hôm nay. Đây là clip mà đã lâu lắm rồi em không review một cái gì đó. Và cái sản phẩm này chính là sản phẩm MK Acoustic mà em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào ạ.